độ nửa ở đây đó là cái sức khỏe nếu như anh em chúng ta chăn nửa mà chúng ta sử dụng về cái thành phần nóng quá nhiều ví dụ như cám kích ví dụ như mồi tươi ví dụ như chất hoa quả mà nó không phù hợp thì nó dẫn đến cho con chim nó bị quá đà và nó sẽ có những biểu hiện cắn nông cắn cánh cắn chân cắn nan nồng và lẩy sinh các tật nỗi ngoái ngửa lộn đu nóc trong lòng đó là cái vấn đề mà anh em chúng ta cần phải lưu ý up. Vâng, xin chào tất cả mọi người xem đầu tiên Dũng xin gửi lời chúc đến tất cả anh em và mọi người một ngày mới nhiều là vui và tiếp tục cùng với cái chủ đề của video lần trước ở phần 1 là bạn Tuấn Ninh cũng đã chia sẻ về à, mọi các cái yếu tố dành cho con chim khi trong quá trình nó bị mất nửa tụt nửa thì chúng ta khắc phục lại các yếu tố đó thì con chim nó sẽ đạt được nữa và dũng xin bổ sung thêm một số các vấn đề còn thiếu sót ở trong cái video lần trước qua cái phần 2 thì chia sẻ với tất cả mọi người là như anh em chúng ta chăm sóc một con chim chào màu kể cả con chim mộc hay con chim đấu giàn hay con chim mà anh em chúng ta mang đi bẫy đó gọi con chim mồi thì tất cả mọi công thức nó đều như nhau anh em nhé bởi vì cái cơ địa và các cái yếu tố của con chim nó như một Thế cho nên là rất nhiều những người anh em cũng có hỏi Dũng về vấn đề con chim mộc với con chim mồi với con chim đấu giàn thì nó không khác nhau cái điều gì qua qua cái quá trình mà anh em chúng ta chăm sóc. Thế thì uh, bắt đầu vào cái vấn đề đầu tiên đó là thay lông cho con chim. Anh em nhé, thay lông cho con chim thì anh em chúng ta cũng vẫn biết là tất cả các yếu tố chăm lông cho con chim là nó ở trong một cái chế độ mát. Đấy, và chăm nửa cho con chim là nó phải trong một cái chế độ nóng đó là hai cái điều khác biệt để tạo nên cho con chim nó có một cái độ bức phá và nó có một cái độ nửa nhất định. Thì Dũng xin phân tích với tất cả những người anh em về cái vấn đề đầu tiên mà nhiều anh em thường hay mắc phải. Đó là vấn đề về cám. Cám có nghĩa là nó liên quan đến đường ruột và sức khỏe về nực của con chim. Đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề hô hấp của con chim hô hấp ở đây nó liên quan đến ho sổ mũi quẹt cầu vẩy mỏ anh em nhé và cái vấn đề thứ ba đó là cái vấn đề về tịnh cho con chim đó là ba cái vấn đề chính mà để cho con chim nó bị suy bị mất nửa thì ngược lại với cái từ suy và mất nửa đó thì nếu chúng ta khắc phục được tất cả những cái yếu tố thì nó sẽ đạt được nửa và nó sẽ có sức có lực để cho con chim trong cái quá trình mà chúng ta chăm sóc và nuôi nhốt. Thế thì Dũng xin phân tích cái phần đầu tiên đó là phần về cám. Về cám thì cái phần mà tụt nửa rất nhiều những người anh em thường hay mắc phải cái vấn đề là thường xuyên thay đổi cám cho con chim thì đó là cái vấn đề mà dẫn đến cho con chim nó bị uh, suy về hệ thống tiêu hóa cũng như về lực của con chim mà nó dẫn đến tụt nửa thì Dũng khuyên anh em nên sử dụng một dòng cám duy nhất và xuyên suốt trong một năm cho con chim để nó có sự ổn định về đường ruột và khi con chim nó ổn định được về đường ruột thì có nghĩa là về cái lực cái sức của nó nó luôn luôn được ổn định anh em nhé đấy chứ anh em đừng nghĩ rằng con chim của mình nó bị tụt nửa ở các cái thành phần khác các hiện tượng khác mà lại đổ cho cám Cái điều đầu tiên mà Dũng muốn nhấn mạnh với anh em là chúng ta chơi một con chim Chúng ta luôn luôn phải hiểu được con chim Là cái mấu chốt mà nó bị tụt nửa ở đâu thì mình trị nó ở đó Thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả anh em nhé Đấy và cái vấn đề về cám Thì anh em chúng ta thường xuyên thay đổi Thì nó dẫn đến vấn đề là đi ở đây và cái điều thứ hai nữa là con chim nó chưa kịp thích nghi với cái dòng cám mà anh em chúng ta thay đổi thì nó chưa có nực. Nó dẫn đến cái hiện trạng bị tụt nửa như vậy. Thì anh em chúng ta lại đổi cám tiếp thì con chim không thể nào có thể thích nghi và cũng không thể nào phát huy được về cái lực của nó, cái sức của nó được. Đấy, đấy là cái vấn đề đầu tiên mà Dũng muốn chia sẻ với anh em thì Dũng khuyên anh em nên duy trì xuyên suốt một dòng cám duy nhất khi con chim nó ổn định về lông sau chu kỳ chăm nông anh em nhé. Thế và cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề về hô hấp thì cái hô hấp ở đây nó liên quan đến ho vảy mỏ quẹt cầu thì các cái yếu tố mà dẫn đến cho nó như vậy thì như sau cái thứ nhất là sau khi chăm nông cũng như trong cái chu kỳ mà anh em chúng ta chăm một con chim xuyên suốt trong một cái năm mà chúng ta chăm sóc thì thường hay mắc phải những cái điều mà dẫn đến con chim bị như sau cái thứ nhất là anh em chúng ta thường xuyên có những biểu hiện sạch sẽ quá trong quá trình mà tắm cho con chim vào những ngày thời tiết thay đổi vào những ngày trời trở lạnh hoặc tắm nó quá muộn thì con chim nó sẽ dẫn đến các vấn đề hiện trạng về hô hấp đơn giản như anh em chúng ta cũng vậy nếu như thời tiết thay đổi thì chúng ta tắm hoặc là chúng ta làm bất cứ một cái công việc gì mà liên quan đến nước thì nếu như cái sức đề kháng trong người của anh em chúng ta không đủ chịu đựng được so với lại cái thời tiết thì chúng ta sẽ dễ bị mắc và vào những cái bệnh hô hấp ví dụ như ho hoặc là sổ mũi hoặc đau đầu thì cái con chim nó cũng như vậy anh em nhé thế cho nên là anh em chúng ta phải nên biết kiêng những ngày thời tiết nó lạnh thời tiết giao mùa và đặc biệt là những cái thời điểm mà anh em chúng ta cho chim tắm nó quá muộn vào gần tối đấy thế cho nên là anh em chúng ta nên tắm cho con chim vào những cái ngày thời tiết đẹp nắng ấm và tránh những nơi có gió có nắng to thì đó là cái điều mà hiệu quả nhất và sau khi tắm thì Dũng khuyên anh em nên để con chim ra một nơi thoáng mát và tầm khoảng 10 đến 15 phút con chim nó khô nó bông lên cái những sợi lông của nó rồi thì lúc đó anh em chúng ta chùm nồng cho con chim đi vào nghỉ ngơi và cái vấn đề tiếp theo là vấn đề tắm nắng là cái vấn đề mà dẫn đến cho con chim nó bị ho thì rất nhiều những người anh em quan niệm rằng một con chim đấu giàn chịu được những áp lực về thời tiết là phải chịu được những ánh nắng trong quá trình mà chúng ta chăm sóc thì cái điều đó là điều hoàn toàn sai lầm anh em nhé chúng ta sau khi con chim xong nông khô lông thì chúng ta lên tắm nắng cho con chim nhẹ nhàng từ 10 đến 15 20 phút và căng nắm cho đến 30 phút trong cái khoảng thời gian mà từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng bởi vì trong cái khoảng thời gian đó ánh nắng nó vừa nhẹ và trong cái ánh nắng nó có cái chất vitamin D để cho con chim nó ống mượt được cái bộ lông của nó thì đó mới là cái kết quả và đó mới có tác dụng cho cái chu kỳ tắm nắng cho con chim tắm nắng cho con chim là để cho nó có một bộ lông ống mượt đẹp Chứ không phải để cho nó chịu áp lực về ánh nắng. Đấy là một cái điều mà Dũng muốn nhấn mạnh với anh em. Nó rất giống với lại cái điều mà trái ngược lại những cái à, ống mượt, cái sức khỏe của con chim. Ví dụ như anh em chúng ta mà đầy lắng quá nhiều dẫn đến những sợi tóc bị sơ, bị cháy. Đúng không ạ? Thì những sợi tóc đó nó sẽ tạo nên cho chúng ta, luôn luôn là bị xù xù về cái tóc của anh em chúng ta mà dẫn đến ngứa ngáy dẫn đến chúng ta luôn luôn khó chịu thì cái con chim nó cũng vậy anh em nhé con chim khi mà anh em chúng ta ép nắng quá nhiều thì nó sẽ bị xù ra cái bộ lông nó không ôm gọn săn được cái bộ lông vào cơ của nó là cái thứ nhất cái thứ hai dẫn đến bị cháy và sơ lông thì nó sẽ có những cái sự bức chế ức chế để nó dẫn đến những cái điều mà gãi rỉa trong cái quá trình thi đấu đấy cũng là một vấn đề anh em nhé đấy và cái điều tiếp theo thì dũng cũng xin chia sẻ với anh em một con chim nó có bộ lông óng mượt nó có một bộ lông đẹp tốt thì trong cái quá trình thi đấu nó sẽ thi đấu được xuyên suốt và cái điều mà anh em chúng ta cũng dễ hiểu là trong tất cả các cái lồng chim bây giờ là hầu như bên ban tổ chức nào người ta cũng cho một cái miếng che nóc mà anh em chúng ta che vào để cho nó tránh nắng cái thứ nhất và cái thứ hai là có phong vạt khi mà thời tiết nó khắc nghiệt Đấy, để tạo cơ hội tạo điều kiện tốt nhất cho con chim để nó có sức nó đánh thì đó là cái điều mà anh em chúng ta cũng không cần quan tâm quá nhiều về vấn đề tắm nắng nó vừa mất thời gian của anh em cũng như là mang lại cái điều mà nó không hiệu quả cho con chim tất cả mọi các yếu tố nó phải đúng cách anh em nhé đúng cách và nó phải đúng theo cái sức đề kháng của con chim thì nó mới gọi là ok đấy và đó là cái vấn đề mà nhiều anh em ép nắng quá cho con chim nó dẫn đến bị ho và liên quan đến các đường hô hấp là như vậy còn tiếp theo là về cái vấn đề mà tịnh con chim thì Dũng xin phân tích với anh em một con chim nó rất giống với lại tất cả các con vật động vật ở trên thế gian này kể cả con người khi con chim nó phải có thời gian nghỉ ngơi kể cả một con chim đấu giàn hay là một con chim đi mồi hay bất cứ một con chim nào cũng vậy đấy phải có thời gian nghỉ ngơi để nó tịnh nó ổn định về cái tâm lý của con chim là cái thứ nhất cái thứ hai về cái sức của con chim về cái lực của con chim thì khi mà nó ra dàn nó mới ham đánh nó mới có sức để nó đánh anh em nhé anh em hoàn toàn sai lầm về các vấn đề là chúng ta dượt dãi chim thường xuyên dượt dãi chim thường xuyên nó sẽ mang lại cho những con chim giảm đi cái sự ham đấu đấy anh em chúng ta chỉ nên rượt con chim khi con chim nó đủ sức khỏe là cái thứ nhất cái thứ hai là khi con chim mà nó, nó, được cái thời gian mà chúng ta tịnh đấy tịnh ở đây có nghĩa là để nó tránh tất cả mọi các cái yếu tố mà làm cho nó bị stress thì khi mình mang ra giàn mình dượt gặp con chim nạ thì nó sẽ đấu và nó sẽ ham đấu còn chúng ta cho dù có dượt con chim ở nhà thì tất nhiên nó vẫn đấu nhưng nó không thể ra hết được các cái nước đấu của nó bởi vì chim nhà với chim nhà là chúng quen tiếng gọi của nhau, quen những tiếng hót, tiếng đấu của nhau nên chúng coi tất cả đấy nó chỉ là một cái bầy đàn chung, anh em nhé, đấy, nó coi tất cả đấy là một cái bầy đàn chung và nó chỉ có đấu nhưng cái độ đấu của nó nó không được ham thế cho nên là tại sao nhiều anh em thường hay gặp phải các cái vấn đề là chim ở nhà mình nó không đấu nhưng da dàn nó lại đấu tốt nó nằm ở cái chỗ đấy bởi vì con chim chào màu anh em chúng ta phải hiểu cái điều cơ bản nhất đó là sự tranh đấu về tranh thung đấy và giữ mái ở ngoài tự nhiên của con chim thì ở nhà mình tất cả những con chim mà nó đã quen tiếng với nhau quen mặt với nhau thì nó nghĩ đây là một bài đàn thì nó là một cái thung chung của nó đấy còn khi ra đàn thì nó nó có nghĩa là một con chim khác cũng muốn tranh đấu với nó thì nó sẽ đánh hết mình hết nước đó là cái điều mà à, anh em chúng ta nên lưu ý về cái vấn đề này là không nên rượt rãi chim quá nhiều và chúng ta có rượt rãi thì nên hạn chế lại khi con chim đủ nực đủ sức và trong một tuần chúng ta chỉ được rượt một lần đó là nhiều. Còn không nửa tháng chúng ta rượt một lần cũng vẫn ok anh em nhé. Thế còn một con chim thi thì Dũng không nói. Con chim thi thì anh em không cần phải rượt nhiều sau quá trình mà chăm nông. Chúng ta chỉ cần rượt một hai lần để cho con chim nó lấy lại cái phong độ, lấy lại các nước đấu của nó và đến khi nó đạt được cái độ nửa, nực, ổn định là mang đi thi. Vậy là ok. Còn một con chim cà phê hoặc là một con chim gột từ chim bổi, chim mộc đi lên để đổ dàn Thì anh em chúng ta hạn chế lại cái điều đó. Đấy, đấy là cái điều mà Dũng muốn chia sẻ với anh em. Là như vậy. Thế còn khi mà anh em chúng ta tịnh con chim. Thì sau cái quy trình mà chúng ta tắm nắng. Sau cái quy trình chúng ta tắm nước. Thì chúng ta nên để con chim ở một nơi yên tĩnh, thoáng mát đủ ánh sáng cho chim nhìn thấy đồ ăn ở trong lồng để nó ăn đấy và chúng ta treo con chim ở một nơi ổn định về tất cả các ngoại cảnh xung quanh ví dụ như con sạch sùng con thằn lằn hoặc con rán, con uh, ong nó có thể xâm nhập vào cái lồng chim mà làm cho con chim nó bị hoảng và nó sẽ tung lồng thì nó dẫn đến rụng những sợi lông cũng như là tâm lý của con chim nó luôn luôn bị chấn động bởi vì nó cảm thấy cái chỗ đó là chỗ không an toàn đối với nó Nó rất giống với con người chúng ta khi ở một ngôi nhà mà chúng ta bị một ai đó đe dọa Thì luôn luôn cái tinh thần của anh em chúng ta nó không được ổn định Thì con chim nó cũng dạng như vậy anh em nhé Đấy là cái điều mà Dũng muốn chia sẻ với anh em Cái thứ hai là chúng ta nên tách con chim ra khỏi nơi mà sinh hoạt chính của gia đình nhà mình Đấy dũng có để ý một số anh em để cả con chim ở trong phòng ngủ của mình đấy là anh em chúng ta thương nó quý nó dũng đồng ý với anh em ở cái vấn đề là thương quý là rất tốt thế nhưng với một con chim như ở ngoài tự nhiên thì cái điều đó hoàn toàn là trái ngược với nó bởi vì trong quá trình nó đang được ngủ nghỉ đang được tịnh để tĩnh dưỡng ủ nửa thì anh em chúng ta ngọn điện đang sáng tắt đi một cái nó có thể bị đột ngột về cái sự chấn động tinh thần của con chim và nó dẫn đến tung nồng và sợ chết nó cũng ảnh hưởng đến điều đó cái thứ hai con chim đang trong chế độ tối chúng ta bật điện tạch một cái đúng không ạ thì con chim nó cũng sẽ bị đột ngột về cái vấn đề đó thế cho nên dũng khuyên anh em nên để con chim ở một nơi tách biệt với lại cái nơi sinh hoạt của anh em chúng ta ở gia đình đấy còn về vấn đề mà mồi cho con chim ăn về chế độ nửa thì dũng chia sẻ với anh em như sau như ở đầu video Dũng cũng đã nói là chăn nông là đồ mát và chăn nửa là đồ nóng. Thì đồ nóng ở đây nó là cái gì? Đồ nóng ở đây thì Dũng muốn chia sẻ với anh em là anh em chúng ta phải nắm bắt được cái độ nửa của con chim mà anh em chúng ta trực tiếp chăm sóc ở nhà mình. Anh em nhé. Đấy. Cái độ nửa ở đây đó là cái sức khỏe. Nếu như anh em chúng ta chăm nửa mà chúng ta sử dụng về cái thành phần nóng quá nhiều Ví dụ như cám kích Ví dụ như mồi tươi Ví dụ như chất hoa quả Mà nó không phù hợp Thì nó dẫn đến cho con chim nó bị quá đà Và nó sẽ có những biểu hiện Cắn nông, cắn cánh, cắn chân, cắn nan nồng Và lẩy sinh các tật nỗi ngoái ngửa lộn Đu nóc trong lồng Đó là cái vấn đề mà anh em chúng ta cần phải lưu ý Thì anh em chúng ta phải chăm sóc con chim Làm sao? về cái chế độ mồi tươi chúng ta cứ chăm sóc một cách bình thường nhất bình thường nhất và đều đều như vậy thôi còn cám thì anh em chúng ta duy trì một dòng cám nào là mát và ổn định cho con chim ngay ở đầu video Dũng cũng đã nói với anh em thì anh em chúng ta chăm xuyên suốt một năm đó thế còn khi mà chúng ta điều hoa quả cũng như điều về mồi tươi cho con chim thì chúng ta nên điều những cái phương hướng như sau cái thứ nhất là chúng ta phải lắm bắt được cái sức khỏe của con chim nếu như con chim nó ổn định về nửa rồi nó có độ sục xạo cất được những tiếng ché ở nhà mình có nghĩa là con chim nó đã con nửa anh em chúng ta nên hạn chế lại tất cả các thành phần mùi tươi ít đi đấy ít ít lại và đến thời điểm mà khi mà con chim chuẩn bị đi thi cách ngày thi ra một tuần đúng không ạ rất nhiều những người anh em khi mà được nhận được cái lịch thi là chúng ta đều được báo trước gần như là nửa tháng thì sau cái thời điểm đó một tuần anh em chúng ta mới chăm sóc cho con chim về chế độ mối tươi một cách tốt hơn để cho con chim nó có độ bức phá đấy anh em chúng ta hiểu cái từ bức phá mà Dũng muốn mô tả ở đây không ạ là những ngày bình thường chúng ta cứ chăm sóc rất bình thường và đều tay là như vậy và cách một tuần so với ngày thi chúng ta chăm nó tốt hơn về chế độ mùi tươi để cho nó có độ bức phá con chim và khi đó chúng ta mang đi chúng ta chơi thì con chim nó sẽ có độ đánh à, nó sẽ có cái lực nó tốt hơn về cái điều đó và về cái vấn đề hoa quả thì ở đây dũng muốn chia sẻ với anh em hoa quả nó là thành phần bổ sung chất dinh dưỡng vitamin cho con chim chứ nó không phải là thành phần ăn chính để mà nuôi dưỡng về lực cũng như là về các thể trạng cho con chim nó được uh, tốt về cơ hay là về bất cứ một cái hiện tượng nào cả. Nó chỉ là bổ sung thôi, còn thành phần chính nó phải là ở cám và mùi tươi và chế độ nghỉ ngơi của con chim. Nghỉ ngơi nó là tịnh, anh em nhé. Thế thì mồi tươi, à thế thì hoa quả, thì anh em chúng ta nên lưu ý là chăm hoa quả trong chế độ cho con chim đạt nửa thì nó phải con chim nhiều chất, à, nhiều chất hoa quả phải nhiều sơ. Ví dụ, anh em chúng ta cũng phải nắm bắt được về cái yếu tố cơ bản của con chim trong cái khoảng thời tiết mà con chim đang phải chịu ở các thời điểm hiện tại mà anh em đang chăm sóc ví dụ như mùa hè thì anh em cũng phải biết à hôm nay trời lắng là chúng ta phải điều cho nó miếng cam sau cái lúc mà nó tắm nắng để nó lấy lại được cái sức đề kháng cũng như lấy lại cái phần nước mà mất đi trong cơ thể thì nó mới ổn định được đấy và những cái ngày mà thời tiết nó yếu kém thì chúng ta nên chăm cho nó bằng một miếng chuối để cho nó được ấm bụng về cái hệ tiêu hóa cũng như là về các yếu tố cơ bản của con chim thì đó là cái điều mà anh em chúng ta cần phải quan tâm chứ không phải nhất nhất là ngày này hôm nay chúng ta cho ăn cái này ngày mai chúng ta cho ăn cái kia đấy và khi con chim nó ổn định thì chúng ta nên thường xuyên hấp cà rốt cho nó ăn bởi vì trong cà rốt đó là cái thành phần chất dinh dưỡng tốt nhất của các loại rau củ quả mà con người ăn anh em nhé anh em không tin lời dũng nói anh em có thể search lên google để biết về cái chất dinh dưỡng của củ cà rốt nó như nào thì cái con người nó hấp thụ được cái chất tốt như nào thì con chim nó như vậy đó là cái điều mà dũng muốn chia sẻ với anh em đấy chứ không phải là anh em cho con chim ăn cái loại hoa quả này mà nó bị tụt nửa ăn cái loại hoa quả kia để nó tăng nửa điều đó không phải mà cái điều quan trọng là anh em chúng ta phải biết nắm bắt thời tiết để mà điều cho con chim nó ăn để nó phù hợp cho cái độ ổn định về cái sức của nó để nó giữ được cái sức và ổn định không bị mắc tất cả các cái căn bệnh về đường ruột về hô hấp về các cái yếu tố khác thì con chim nó sẽ đạt được nửa còn đánh được hay không trên giàn thì nó còn liên quan rất nhiều mọi yếu tố thế cho nên là dũng đẩy trong rất nhiều những hội thi nó hay có những cái điều sân si thế nhưng mà dũng cũng không để ý bởi vì dũng chỉ nghĩ đơn giản cuộc chơi của anh em chúng ta nó chỉ là cuộc chơi vui Đấy. chứ nó không phải là công việc nó cũng không mang lại cho chúng ta được cái lợi nhuận gì mà nó 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 lên một cái tầm nọ tầm kia bởi vì đôi khi anh em chúng ta đi thi một con chim cái, cái 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 giải nó còn không bằng cả cái tiền mà anh em chúng ta bỏ đi để đi taxi thuê nhà nghỉ ăn uống rồi cái công sức của anh em chúng ta trong quá trình mà bỏ công bỏ việc bỏ nhà bỏ cửa đúng không ạ trong quá trình chăm sóc từ những con chim để mà mang đi thi thật ra cái thành quả nó không đáng là bao nhưng nó sướng nó sướng bởi vì cái tâm trí của anh em chúng ta nó được vui khi nhìn con chim của mình đấu trên giàn. Đấy và những cái yếu tố cơ bản ở trong cái video này Dũng cũng đã chia sẻ với tất cả anh em ở cái chủ đề này Và anh em có điều gì thì cứ comment ở bên dưới của video Để Dũng có ý tưởng Dũng làm tiếp tục những cái clip tiếp theo để gửi đến những người anh em mới chơi Hoặc cho anh em tham khảo về những cái điều mà Dũng muốn chia sẻ với anh em Tuy rằng Dũng không thể bằng ai ở trong cái môn chơi của anh em chúng ta Nhưng Dũng được chắc lọc, được tiếp thu được học hỏi cũng như là dũng luôn luôn à, tìm kiếm những cái điều mà nó thú vị nó thực tế nhất đối với con chim để chia sẻ lên cho anh em à, về cái môn chơi của anh em chúng ta và dũng xin kết thúc video của mình ở tại đây và qua video mọi người thấy hay thì hãy chia sẻ và lan tỏa cho mọi người cùng xem cùng biết mọi người nhé dũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở một video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại